Bật tặng quà thì Quang Linh chửi đâu, Quang Linh chửi kể Quang Linh, nhưng mình có sợ Quang Linh đâu. Mình đã Quang Linh coi con gì là gì ấy. Mình đang chịu đúng không? mình không sợ ai hết, mình không sợ Quang Linh nha. Cho nên là mọi người đừng có dọa mình cái vui Quang Linh các kiểu nha. Mách đi mách chưa Quang Linh nữa. Tôi lại không giảm giá nữa đấy. Tôi để đây giá gốc đấy nhá. Cho 25 xu này, 25 thấy một đôi màu đen rồi nha. Thế là bị trừ đấy. Sorry. Thằng nó thấy nhiều mà chứ không phải là một đôi màu đen đâu. Này giờ. Ui cái ông nào tặng cái nào chốt. Tôi đã bảo đừng có tăng rồi, đừng có tăng. Gốc là 119k này. Mọi người ơi, hôm nay chỉ còn lại mà vô chưa. Ui ông nào đi. Hôm nay cổ mà vô chưa chỉ còn lại 89k nha mọi người ơi. Bao nhiêu hộp? 20 hộp. Hôm nay bao nhiêu hộp? 20 hộp. Thôi cho thêm 5 hộp nữa, 25 hộp đi. 25 hộp. Thôi được rồi. 25 hộp nha mọi người ơi. Bật tặng quà tỷ Quang Linh chửi đâu, Quang Linh chửi kể Quang Linh, nhưng mình có sợ Quang Linh đâu. Mình đã Quang Linh coi con gì là gì ấy. Mình đang chịu đúng không? mình không sợ ai hết, mình không sợ Quang Linh nha. Cho nên là mọi người đừng có dọa mình cái vụ Quang Linh các kiểu nha. Nói thẳng trực tiếp luôn, không sợ. Mọi người ơi, mình lên cho mọi người 25 xuất này. Là bàn dán như này cho rồi, còn bây giờ còn đi gọi là gì? Nói mách cả hay là gì? Mách đi mách chưa Quang Linh nữa. Tôi lại không giảm giá nữa đấy. Tôi để đây giá gốc đấy nhá. Đâu, cho 25 xuất này, 25 xuất ghi cho chị đi. Giá gốc là 119k. Bây giờ TikTok hỗ trợ con bao nhiêu? 89k nha, 25 xuất nha mọi người ơi. Đúng rồi, hết giờ hành chính rồi. Hết giờ hành chính rồi. Ghim rồi nha mọi người ơi. 25 xuất, chỉ có 25 hộp thôi nha. Hai màu nha, trắng và đen. Chất liệu là 80% bamboo, 15% spandex và 5% latex nha. Đây, logo QL nha mọi người ơi. Ba sọc nha. Nhìn như hàng hiệu nhờ. Chất vải, y như hàng hiệu luôn nha. Luôn. Mọi người nhận cái này nam về nữ về đi được nha. Hôm qua thầy mình sai 36 mình đi được ok nha. Thầy hôm qua chân to như thế mà thầy còn đi vừa luôn. Đẹp nhá, chân 44. Hôm qua thầy Brazil một đôi màu đen rồi. Hôm nay mình tặng thầy cái màu. À đúng rồi. Mình tặng thầy. Hôm qua mình tặng thầy một đôi màu đen rồi nha. Thế đấy bị trừ đấy. Sorry. Mình 19 xuất nha. Ui nãy giờ mới được 6 xuất à. Cái gì? Hôm qua mua rồi nhé. Cảm ơn Hoa Thị Vân Anh. Mọi người ơi, hôm nay 25 xuất này. Ui đừng có tặng cho tôi cái gì hết. Hôm nay 25 xuất này. Còn đôi trắng tặng luôn. Không, bọn mình tặng cho thầy nhiều mà chứ không phải là một đôi màu đen đâu. Ui cái ông nào tặng cái nào chốt. Tôi đã bảo đừng có tăng rồi, đừng có tăng nha. Mọi người ơi, chỉ còn lại bao nhiêu suất? 19 suất à? 17 hộp, 17 hộp cuối cùng nha. Giá gốc là 119k này. Hôm nay chỉ có áp mã voucher. Ui ông nào đi. Hôm nay có mã voucher chỉ còn lại 89k nha mọi người ơi. Vậy tắt chế độ, mình mà tắt chế độ nhận quà là kiểu sẽ bị bóp tương tác ấy mọi người, bóp tương tác ấy. Mọi người sẽ không được nhận cái thông báo mà hiện tại Quang Linh Store đang like ấy. Kiểu như thế nha mọi người ơi, cho nên là mình bật tặng quà thì mọi người đừng tặng cho mình là được. Áo polo 70 cân mặc cho em xem L nha chị ơi, mặc cho em xem L nha. Đúng rồi, mọi khi tắt toàn là 300, hôm thấp nhất là 300 bao nhiêu nhỉ? 200 luôn á? Ôi dồi ôi, đấy thấy chưa? 256. Cho nên là mình bận nhưng mà mọi người đừng tặng cho mình là được. Đúng nhưng rồi. Mà nếu như tặng thì bọn mình cũng sẽ trích ra. Trích ra kiểu gọi là gì? Gọi là gì? Trần Thanh gọi là gì? Sao kê. Mình sẽ sao kê cho mọi người nha. À thế á? Thôi, sorry. Mọi người ơi. À không nhắc được luôn hả? Đừng nhắc. À thôi. Bỏ đâu. Thôi bỏ qua cái vụ đấy đi nha. Bây giờ tất nha mọi người ơi, tất nha. Đâu. 15 suất. 15 suất nha mọi người ơi. 15 suất còn 15 hộp nha.
ai mà có đơn trong ngày hôm nay nhá, mình nhắc lại ai có đơn trong ngày hôm nay, lát cuối giờ để chơi kiểu mini game, kiểu đoàn, kiểu số. Tìm mọi người hỏi. Lát mọi người tương tác cho mình xem là nên chơi mini game gì nha. Đúng rồi, ai có đơn trong ngày hôm nay thì được nhận thôi. Còn đơn bao nhiêu thì cũng được nha. May mắn thì được hết. Đúng rồi, đúng rồi. Không, lát nữa nói, bây giờ bán tất đã. Mọi người ơi, còn bao nhiêu sức nhỉ, còn bao nhiêu sức? 9 suất thôi mọi người ơi, 9 hộp thôi nha, 9 hộp. Hôm nay chỉ còn 9 hộp nha. Chất liệu là siêu thích luôn nha. Ai mà nhận hàng, ai nhận, ai đã từng mua tất này rồi thì có thể review cho mình được không? Feedback lại cho mình được không? Feedback lại cho mình được không? 30 tháng 4 mình về Hà Tĩnh. Mình về Hà Tĩnh từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 nha. Thôi hết lễ. Hết lễ. Đi vào Hà Tĩnh phát hết lễ. Đúng rồi, tất xỉn lắm. Ai mà đã mua hàng rồi thì có thể lát hết cái livestream này có thể vào đánh giá 5 sao cho Sốc Quang Link Store được không? Được không ạ? À? Có thể comment cho em biết được không? Mọi người ơi. Kêu thầy vô tặng quà đi để ngủ sớm cái mồm. Ui giời, mới được 9 giờ 48 phút. Ngủ sớm thế. Ngủ sớm thế. Ngủ. Anh mà ngủ đấy thì mọi người lại có cơ hội để được nhận quà hơn, cho nên anh đừng ngủ nhá. Tất đi hết mùi hôi chân luôn. Đúng rồi, tất này nha, thẩm hút mùi hôi tốt nha. Nam Hoàng này rất là hôi chân luôn. Và vân vân. Anh lấy rất là nhiều toàn báo. Nam Hoàng này mình không đùa đâu. Nam Hoàng này là chân hôi. Cũng không hôi lắm, tầm hơi hôi thôi. Hơi 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 hôi thôi. Nhưng mà từ khi đi tất của Quang Link Store nha. Hôi thật. Trước thì nó sẽ hết hôi nha mọi người ơi. Trước khi bán ra thị trường, bởi vì bảo hành lên đến 90 ngày mà, trước khi bán ra thị trường thì bọn em đã cho tất cả mọi người đi thử. Đi thử xong rồi giặt xem là nó sẽ ok, chất lượng ok không thì mới bán ra thị trường cho mọi người nha. Cho nên tấm lại có hôi không? Tấm lại có hôi không? Không, bây giờ thì hết hôi rồi. Bây giờ hết hôi rồi. Mọi người chỉ cần bỏ ra 89k để mua một hộp tất 2 chiếc. Mọi người hết hôi chân, đỡ phải mua thêm cái thuốc hôi chân hay gì hết. Thì dùng cái này là thiết thực nhất nha. Dùng cái này này, gọi là gì? Thân thiện với môi trường. Thế này với cộng đồng. Sợi bamboo. Sợi tre nha. Sợi tre nha mọi người, bamboo sợi tre nha, thân thiện với môi trường nha mọi người ơi. Chứ cái sợi này này, cái lúc mà hết hàng, mà lúc Linh Lai 2 buổi hết hàng đấy thì phải tầm nửa tháng sau nhỉ, phải không, hay một tháng? Gần tháng. Gần một tháng. Gần một tháng sau thì bây giờ mới có thêm 1.000 hộp nha. Mà bây giờ trong giỏ hàng, bây giờ trong kho đang còn 700 hộp ấy, 200 hộp ấy, đâu đâu 200 hộp ấy. Bây giờ bọn mình lấy ít thôi chứ bọn mình không nhập nhiều như ngày xưa nữa. Nhưng mà ngày xưa nhập 5.000 hộp mà cũng hết hết trong vòng chưa được một tháng. Cái này mình bán quanh năm mà. Quanh năm mà đúng không mọi người ơi? Nhưng mà sau này mình sẽ lên cho mọi người mọi người tất cao cổ, xong rồi tất lười nữa. Thì lúc đấy mình sẽ lên hỏi ý kiến của mọi người sau. Xịt. Nói hết rồi chứ xịt gì nữa. Đâu mấy hộp nữa, mấy hộp tất nữa. Một hộp thôi. Còn một hộp thôi.